Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quân Thành. Và ngày hôm nay tụi mình sẽ trở thành những con động vật để có một cuộc đua xem là con nào chạy nhanh nhất. Thế thì em là con lợn. Vâng, con lợn béo mà béo ú làm sao mà chạy nhanh. Anh biến thành con gà bay luôn. Quá quá. Ê, gà làm gì biết bay, chim mới biết bay. Rồi. Vừa chạy vừa bay nó mới nhanh. Các bạn có tò mò là ai sẽ là người chiến thắng không? Các bạn hãy nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Còn bây giờ mình phải đua luôn với Bê Quân Thành. Phải vào luôn nhá. Được rồi. Đấy quá. Tôi là con gà chạy loan toan, là con gà con. Bây giờ thì là con gà, sao em muốn là con lợn mà em cũng là con gà thế này? Thế chứng tỏ em cũng là đồ con gà giống như anh. Và chúng ta sẽ đến với cuộc thi gọi là đua những con động vật với nhau. Và chúng ta sẽ đi vào chỗ này để thi nha các bạn. Nào, đây. thi luôn. Đây, từ từ anh sẽ đua với những con khác. Ở đây có con cáo này. Ôi, ông kìa, chạy đi ông. Ôi giời, ông thua anh rồi. Anh có ai biết như vậy, đằng trước có con gà, kiểu gà trống có đuôi ấy. Có con cáo, có con mèo, các thứ luôn các bạn ạ. Ôi, con mèo đang chạy nhanh nhất. Có cả con thỏ. Em vượt anh rồi, Bê Quý Thành ơi. Con gà ông chạy nhanh hơn con gà Bê Quý Thành. Cay đây nhờ. No, chẳng qua nãy nhường tí thôi, chạy nhanh hơn cả thỏ ấy. Đứng lại con gà ốc kia, mổ cho tung bông lên bây giờ. Cày thật các bạn ơi, vậy là mình giành chức bếp toàn đoàn rồi. À đâu, chưa bếp toàn đoàn. Anh vượt qua con gà trống tức giận. Nè, gà trống tức giận gặp gà con chạy lon ton thì thua ngay. Ở đấy đang tức giận vì thua là đúng rồi. Bây giờ anh hít khói đi. Cày thế nhờ. Về đích, em về đích rồi. Đứng lại. Ôi trời ơi. Ít ra mình không về là về biết. Mình về gần biết các bạn ạ. Đâu, em có thấy anh được xếp hạng đâu. Được xếp hạng đây. Đâu. Đấy, bạn hạng 5 ấy. Hạng 5 à? Đây, anh là hạng 5 à? Anh là hạng 5 đây này. Gà chống tức giận hạng biết. Ôi trời ơi các bạn ơi. Rồi bây giờ, thế là anh Bê Quý Thành sau khi chiến thắng con gà trống, anh ấy trở thành con gà trống rồi. Gà trống sẽ gáy kiểu gì? Bị đen à? Nhìn em đây, sau khi thắng đã trở thành con thỏ. À, thắng con gì trở thành con đấy luôn. Các bạn ơi, bây giờ để thắng được cái con này á, mình sẽ phải luyện tập chăm chỉ. Mình bấm chuột liên tục vào. Mỗi lần bấm chuột thì mình sẽ tăng được cái đôi giày kìa. Đôi giày là tốc độ đó các bạn à. Bê Quý Thành 70 tốc độ, mình 33.000 tốc độ. Bởi vì sao? Mình vừa vào cái nhà xe phát hành game ấy tặng mình luôn một con thú cưng. Mình cực kỳ ngầu. Ảo rồi đây các bạn à. Cày thế nhỉ. Bê Quý Thành làm gì có thú cưng. Trời anh, ơi. Anh vào nhận quà. 3 phút thì nhận được con này, 26 phút nhận được con này các bạn ạ. Cày thế. Anh có vòng quay, bây giờ anh sẽ quay. Tịch 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 tịch. Ra thú cưng vip nhất trái đất. Để làm gì? Để ra thú cưng vip nhất. Được hẳn 1k5 sức mạnh luôn rồi. Ôi giời, người ta khắp sắp 100.000 sức mạnh rồi. Là một phát thú cưng vip nhất 0.0. Wow, chả được cái nì gì hết. Mình cũng có một vòng quay, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Tèn 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 tèn. Lại có thú cưng nữa thì vui. Mình có một cái thuốc nhân đôi sức mạnh. Vậy nên bây giờ khi mình luyện tập, mình tăng một phát gần 2.000 sức mạnh luôn. Được của nó đấy. Từ ở đây có gì đây? Có cái gì lại sắp búp sức mạnh à? Có thú cưng trị giá x1.000. Con thú cưng của em x bao nhiêu? Thú cưng của em á? Thú cưng của em x400. Ơi giời phèn. Bây giờ anh chỉ cần bỏ ra cái con 199 notebook, anh sẽ mua được con bọ cạp búp một phát là x1.000 luôn. Trời ơi. Nhưng mà em được tặng free này. Cái đấy sao lại tặng phải... free. Rồi các bạn free ơi. Đó. Free quá luôn đi chứ. Đây là những cái lọ thuốc. Đây là gì? Đây là thú cưng. Có mua được cả những con động vật này ốc này. Em thử mua con đà điểu đi. Đà điểu á? Anh sẽ mua con khỉ đấy đi. Con này một khỉ đột vào chạy thì chắc nhanh lắm các bạn ạ. Có quà rồi, nhận tiếp. Rồi bây giờ em vừa rebirth, em rebirth một phát, rebirth thêm phát nữa này. Thôi được rồi, không để thể thua ốc được các bạn ạ. Ở đây thì chúng ta có thể có x2 click. Mình cần gì x2 click nhỉ ốc nhỉ? Hả? Bây giờ là anh sẽ gọi là xe tốc hành, sẽ gọi là mua con thú cưng đi các bạn ơi. Mình hiện tại chưa có một con thú cưng nào cả.
cách đầu tiên là một là chúng ta ra đây mua, sau khi nhận được cúp, hiện tại mình có 2.000 cúp cơ, mình sẽ mua quả trứng này. Đâu? Quả trứng này, xem được quả, mở được con gì? Đó. Mở được cái con gì? Chả mở được con gì hết. Úm là trứng con gì, con gì? Được con chim cánh cụt. Cánh cụt chứ không phải là cánh cụt. Chim cánh cụt tăng bao nhiêu phần trăm? Đi vào đây luôn rồi, lát cả phần. Rồi các bạn ơi, đây con chim cánh cụt đây rồi. Con chim cánh cụt này xem x bao nhiêu nha. Vật nuôi X22. Sao em nhìn thấy chim cánh cụt của anh mà anh không nhìn thấy thú cưng ngầu đét của em nhỉ? Thú cưng của em là hack game. Em chơi hack game các bạn. Em hack game đâu? Phần thưởng miễn phí này, ở đây con thú gì đây? Sưu tầm rồng vũ trụ. Ôi rồng vũ trụ. Ui nhưng mà mình phải online 7 ngày hay sao ấy? Con này con đà điểu, con này bao nhiêu? Tham gia 2 ngày liên tục mới được con đấy cơ. Trời ơi, bao giờ mới được. Bây giờ anh mà đi chim. Em được rồi, em được rồi. Hả? Sao ốc online 2 ngày liên tục? Em có biết đâu. Hôm qua mình cũng online các bạn ạ, nhưng mà hôm trước lúc mình online á là nó bị mất mạng. Cái xong mình đi ra, cái xong bên này mình đi vào thành ngày thứ hai. Ôi dồi ôi, các bạn ơi, các bạn editor show ngay màn hình. Bây giờ mình có 2 chú cưng. Anh thấy con chú cưng đỏ của ông. Trời ơi, anh có một con chim cánh cụt phèn phèn đằng sau cay thế nhở. Các bạn ơi, hôm nay bên Huy Thành hít khói rồi. Các bạn nhớ like video và bình luận ở dưới là ốc vô địch. Bây giờ một lần ốc tăng lên 100 bao nhiêu nghìn sức mạnh. Ốc phải vào đua luôn giành top 1 thôi. Không, để anh đua trước. Anh đua trước, em đua sau. Anh xem anh bị chìm máy. Xem. Ôi các bạn ơi. Vượt qua được con thỏ rồi. Con thỏ. Thế thì anh trở thành con thỏ. Anh sẽ vượt qua con thỏ, vượt qua những con khác. Ơi trời ơi. Cay thật các bạn ơi. Các bạn ơi, từ từ các bạn ơi. Bên Quy Thành, các bạn ơi, được rồi, để bên Thành đua sang đi. Rồi dù sao thắng được con thỏ các bạn ạ. Sắp đuổi con mèo. Con chó chạy nhanh nhất rồi. Con chó chạy qua anh rồi. Ui giời, nhìn con gọi là con gà. Bê Huy Thành, con kể gà anh, công nghiệp. Anh con gà công nghiệp đâu, gà trống. Gà trống. Gà trống cái ỏ. Con gà gì Bê Huy Thành? Đâu con gà gì Bê Huy Thành ở hạng mấy đây? Yes. Hạng 4. Rồi và các bạn ơi, trong lúc mà Bê Quy Thành đang gọi là đua sấp mặt thì ở đây mình vừa nhận được thêm con thú mà mình online đủ thời gian mình nhận được á. Và bây giờ các bạn nhìn đi, combo 3 em bay bay quá đẹp của ốc luôn. Bê Quy Thành chỉ có nhìn nó chết thèm lên. Đây anh cũng nhận được con hồng hồng đây, anh nhận đây. Ấy trời ơi, nhìn chán ốm, nhìn ốc cái này combo nhìn nó mới phục. Bây giờ mình đua rồi, mình không nói nhiều nữa. Mình ốc, nói nhiều làm gì. Ốc vô địch à, trời vô ơi. Vô địch luôn rồi. Ôi trời ơi, các bạn ơi, ui rồi. Bắt đầu này các bạn ơi, bắt đầu. Ui, ốc về đích rồi. Trời ơi, không công bằng các bạn ơi. Rồi bây giờ nhìn anh đi. Anh sẽ đi vào đây, anh mua con VIP nhất đây, đó là con khỉ đột. Ok chưa? Khỉ đột. Ai, ốc biến thành con cáo rồi. Đâu rồi, cửa hàng đâu rồi? Đây, cửa hàng để mua khỉ đột. Ồ, khỉ đột 599 nó book đâu nhỉ? Cái cửa hàng ấy. Ôi trời chết rồi. Shop đây. Shop đây. Khỉ đột 799. Không, đây ở đây sao bán 599 nhỉ? Đấy là cái con gì? Có thật là cái khỉ đấy thì không hay là cái nó con mà khác? Đây. Đúng không? Mua luôn con khỉ. Ôi, mạnh nhất chỉ ở đây cộng luôn. 500% thôi. Rồi, được chưa? Bây giờ thử xem chạy nào. Ui dồi. Đụt lắm. Bây giờ ấy, để mạnh hơn thì là các bạn phải xem quảng cáo cho anh. Bây giờ nhờ các bạn xem hết quảng cáo video, đừng bấm bỏ qua một tí nào thì anh lại có tiền vào cửa hàng để anh mua con thú cưng nào nó vip. Nói chung là chỉ có Bê Quy Thành, bây giờ chỉ có các bạn mới cứu được Bê Quy Thành thôi. Đúng rồi, phải xem hết quảng cáo nha các bạn. Nhìn cỡ như mình, ba con thú nhìn nó ngấu đét như này cơ mà. Mình chỉ cần con X1000 này thôi. Chết rồi, mình không còn đối thủ rồi các bạn ơi. Mình đua con lần thứ hai rồi là mình đã gọi đánh bại hết tất cả đối thủ ở đây rồi. Anh đã có con thú cưng bọ cạp một mát. Đâu? Và anh là vua khỉ. What the hell? Eo ơi, em nói Bê Quy Thành nha, đừng có mà buồn nha. Mua con thú cưng đấy xong rồi á, cũng chỉ tăng được có 3.000. Mà một lần của em tăng lên 112.000 cơ. Hả? Sao lại nhiều thế? Trời ơi các bạn ơi. Bây giờ, không mua được auto à?
đây đang bật auto đây các bạn. Bật rồi gì? Ôi trời, con khỉ đột bên Quy Thành nó đua không? Con khỉ này sao phẹt đấy nhỉ, đi chứ đắt nó 599 đô book ấy. Thế mà đi cứ gì kiểu là bị phế này, chả thấy chạy gì, chả chuẩn bị này các bạn gì. Mình sắp quay vòng quay may mắn này, bây giờ mình mà quay vào 0.1% thú cưng này đúng mình bá đạo luôn. Tiền tiền bên Quy Thành chỉ có mà chết thèm liền. Ôi trời, đi qua mất rồi. Ôi, được có 750 cúp, mình cần gì cúp, bây giờ mình đua một phát được vài chục nghìn cúp luôn. À, xịn vậy, đâu nhỉ, cái trang bị, cái đồ mà mình có đâu ta? Chí, trang bị làm cái gì nữa? Lọ thuốc anh may mắn, anh có thuốc mà. Ô, biết thế mở cái trứng này không ạ? Mở cái trứng đấy hên xui mà lại có cái con, có khả năng được con cao đó. Đúng rồi, ô, cái gì đây? X2 thắng này, mày bao tiền? X2 cúp để làm gì đâu? X2 cúp đâu để làm gì đâu? Ok, để xem có gì nữa không. Cái này là thuốc à? Nhiều loại thuốc quá, nhưng mà mình chả có cái thuốc gì các bạn ạ. Mình phèn ốc online hôm trước rồi, ốc trên bẩn, ốc gì. Ờ, em đâu biết đâu, bên Quỳnh Hành thật ra là mình cũng đi tìm game để làm content cho các bạn thôi. Thế nào ai mà biết được, nó lại hôm nay bên Quỳnh Hành lại rủ mình chơi trúng cái trò hôm trước đấy. Ok, bây giờ là mua quả trứng này được ấy. À, được à, quả trứng đầu lâu kìa. Đầu lâu hay quả trứng dưới? Quả trứng dưới đắt hơn mà. Thế nhá. Đây, bây giờ thử hẳn, mở hẳn quả trứng 399 Robux. Wow. Các bạn phải xem anh hết phải quả. Anh phải mở 1000 Robux luôn đi, anh mới có cơ hội. Không. Mở phát 3 quả đi. Đây á? Không. Mở 999 Robux kìa. Ui dồi, đắt quá. Thế anh mới thắng được em 43 triệu sức mạnh rồi. Không, anh chỉ mở để lấy thôi. Các bạn phải xem quảng cáo, anh hết Robux rồi. Oh my god. Mỗi video chỉ được cái như thế thôi. Các bạn xem quảng cáo nhiều thì anh mới được. Ủa, sao anh bị đẩy ra đây rồi ông ơi? Hả? Ôi giời, Bê Quy Thành bây giờ không được chơi vì quá phèn các bạn. Đây. Đâu? Bụp, bụp. Huyền thoại. Huyền thoại tăng bao nhiêu phần trăm? Đi vào xem nào. Yeah, huyền thoại. Huyền thoại, vào pet đi, vào pet đi. Vào pet của mình đi. Ôi giời. Vào pet của mình đi. Ua, 1600 ca phết mà. Trang bị đi, trang bị đi, trang bị những con tốt nhất đi. Đâu, trang bị tốt nhất. Đấy. Ok. Đâu? Ồ, cũng mạnh các bạn ơi. Cũng được 1 triệu rồi. Bây giờ chắc anh cũng gọi là đi vào thi đấu là anh cũng gọi ra gì rồi. Ừ, thì anh thi đấu đi, em bây giờ hết đối thủ. Vua khỉ. Ủa, chắc anh quá. Về đích. Về đích luôn. Đối thủ, đối thủ không kiếm gì đấy. Về đích à? Biết của anh dám đua với ốc của te không? Đua luôn, vào đây. Đua luôn. Đừng bao giờ kinh thường cái khác. Ai là con này cánh xòe hơi to đấy. To đấy, chưa ngầu đấy. Cánh nhẹ, vào được à? Vào rồi. Vào. Về đi. Rồi, ủa không gì. À, về cùng nhau à? Đâu, về cùng nhau thế nào được. Em đây này. Anh cũng vị trí hạng nhất. Trời, nó không được cho thi đấu cùng nhau các bạn ạ. À. Ờ, hình như phải có thi đấu cùng nhau chứ nhỉ. Không được thi đấu cùng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem là có bao nhiêu. Cái cúp kia thì mình sẽ đang sang được khu sa mạc hay là sang bên này nào ơi. Đâu, khu sa mạc. Khu sa mạc lại có những cái con mới để chúng ta thi đấu tiếp. Ở bên này đâu? Có đà điểu chạy nhanh nhất hạng 1. Tiếp theo là con lạc đà, tiếp theo là con bò. Đâu? Đi qua cánh cổng đây. Vào luôn. Kiều buồn ngủ và lợn quý giá đây ông ơi. Đâu, 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 của đâu. Em con lợn bé tí đây này. Đâu con lợn đâu, để đây để em chiến đấu với nó. Đi chỗ nào để chiến đấu? À đây rồi các bạn ơi, đây chiến đấu đây. Race này, chiến đấu này. Chiến đấu đi. Chiến đấu luôn. Thắng không? Xem bốc có thắng không nha các bạn. Ủa bọn này chạy nhanh lắm anh ơi. Chết rồi anh ơi, bọn này chạy nhanh lắm anh ơi, hỏng rồi. Ôi trời ơi, thế là gì, không biết ai có thắng đổi không, ốc có 60 mấy triệu cơ các bạn à. Ôi các bạn ơi, chết rồi. Bọn này kinh quá rồi. Bọn này quá kinh rồi. Vượt, đúng rồi, em vượt con bò rồi. Em vượt con bò thôi. Hay quá. Cố lên. Yes, em ở vị trí thứ mấy đây? Thứ ba luôn nha. Mình đã chiến thắng cả con bò, con cừu và con lợn. Bây giờ mình sẽ biến thành, chả biến thành con gì, biến thành con bò. Trời ơi, mình muốn biến thành con lợn cơ. À, ông biến thành con bò, ngu như bò. Rồi, anh sẽ đi thi đấu xem anh giành được hạng mấy. Anh không biết là anh có thể thắng nổi nó không cơ. Rồi, các bạn đây. Yo, chạy thôi. Không nhìn được cái gì đấy. Ủa, không nhìn cái gì các bạn ạ. Ủa. À, đây. Trời ơi, bị lag các bạn ơi. Con khỉ phê này, chẳng lẽ không thắng được con lợn. Trời ơi, phải thắng được con lợn.
To xác rồi, ok, ít nhất là thắng được con lợn các bạn ạ. Con heo đang chạy ở sau kia, không tuổi gì sánh vai với ta. Hóa ra Bê Quỳ Thành cũng mới được biến thành con lợn thôi. À, cày thế nhở, con này gió to mà chạy gió chậm. Các bạn này bước phát là phải chạy đến kia chứ. Con đà điểu chạy rất nhanh các bạn ạ. Đà điểu, ơi đà điểu chạy nhanh mà. Bây giờ mình sẽ bỏ ra tiền để mua 190 robux con này. Anh vẫn đang lật đật trên đường đua à Bê Quỳ Thành? Anh khổ quá, anh mệt quá, trời ơi. Rồi, ok, anh chắc là gần bét toàn đoàn thôi. Đấy, thắng được mỗi con heo các bạn ạ, trời ơi. Không có. Rồi các bạn ơi, Bê Quỳ Thành đã bỏ rất là nhiều robux ra nhưng mà mọi chuyện vẫn không đi đến đâu. Và ngày hôm nay mình sẽ mua 199 robux cái con đà điểu này và đua một lần nữa cho các bạn xem là nó nhanh đến mức độ nào nha các bạn ơi. Bây giờ mình đã mua con đà điểu rồi và bây giờ mình đã trở thành con đà điểu này, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đi vào đường đua luôn. Đường đua chỗ nào? Đây, đường đua đây. Đà điểu ốc cu tê đến đây. Bê Quỳ Thành hít khói đây. À, còn lâu mới hít khói. Giờ trên đường đua là có hai con đà điểu nha. Ủa, con đà điểu kia nhanh thế. Con đà điểu kia hàng riêu có khác, nó nhanh quá các bạn ơi. Đà điểu ốc hơi phèn. Đà điểu ốc thẳng rồi, cùi nhất quả đất. Dù là mình có mua con đà điểu này đi chăng nữa thì đúng là mình có nhanh hơn nhưng cũng không đáng kể các bạn ơi. Mình vẫn về vị trí thứ ba thôi. Con khỉ này trông mua rõ đắt mà trông nó cứ phê phế các bạn ạ. Ok, trang bị hết luôn, trang bị. Không sao, anh cũng đi rebirth bên. Em bây giờ là cấp gì? Experience. Nghe chưa? Experience. Chứ không phải là cái cấp gọi là cấp beginner các bạn ạ. Bê Quỳ Thành giờ rebirth phát không bao giờ bằng mình luôn. Mình rebirth nhiều rồi. Đấy, nhưng mà anh đang cố gắng để đuổi kịp tốc độ của em. Anh sắp bằng em. Chắc là không được đâu Thành. Chúng ta sẽ cố gắng thắng trong cái gọi là cuộc đua trên đường đua sa mạc này để ít nhất thắng được con đà điểu chùm cuối kia chạy cực nhanh. Nó là đà điểu real đấy, em cũng đà điểu nhưng mà em đến bay chạy hơi chậm. Đà điểu của em là đà điểu, đây là đà điểu pha ke. Đà điểu dở. Ừ, em công nhận. Chạy không nhanh các bạn ạ. Ôi, nó bao nhiêu? 13 billion hả? Thế này làm sao mà thắng được? 13 billion. 13 billion là 13 tỷ sức mạnh nhỉ? Ôi thôi, chơi một mình đi. Chơi một mình cùng các bạn ơi. Chơi một mình đi. Đây, từ biến thú cưng thành thú cưng màu vàng chế tạo. Anh phải có đủ cơ, anh phải lụm nhiều cơ. Phải cùng loại cơ. Đúng rồi. Từ ra đây, con này con gì? Theo nào, con này con gì? Thú cưng. Thú cưng gì mà trông phèn phèn, trông như con chuột chũi ấy. Và đây mình sẽ mua được quả trứng trị giá là 35. 35 cành. Mở quả trứng. Ra con gì? Sứa. Sứa ở sa mạc à? Ủa, con sứa xấu ấy. Sứa này chỉ có đi về làm nộm thôi. Đây, con sứa đằng sau đây. Đúng màu hồng luôn. Anh sẽ cố gắng chiến thắng ông ạ. Anh đã là 600, bây giờ anh đi đua xem là anh nên được bao nhiêu rồi nhá. Vâng. Đâu rồi. Ra cuộc đua luôn. Bê Quỳ Thành đang dãy các bạn ạ. Dãy cái gì? Dãy chứ còn gì nữa. Nhìn đây, cuộc đua, tôi là con khỉ. Ok. Sao không đi? Lại lạc rồi. 3, 2, 1 bây giờ bắt đầu các bạn. Ôi trời ơi, bây giờ bắt đầu. Ui ôi, chạy nhanh nha ông nha. Anh về vị trí số 2 rồi. Trời, wow, anh chỉ còn một con đà điểu, anh có thể phải vượt qua nó thôi. Anh đã hạng thứ 2 rồi, thắng cả là lạc đà. Từ từ nha, em mở trứng này, khi mình online đủ 20 phút mới sẽ được một quả trứng. Em mở được một con slam, anh sẽ mở được cái gì? Anh sẽ mở được một cái đôi giày, cái này là online còn 9 phút nữa mới nhận được con đấy cơ các bạn ạ. Thế á? Mình kịp thì mình sẽ gọi là lên và chiến thắng được cái con đà điểu này. Lạ nhở, thế thì sao em lại nhận được luôn nhỉ? Em vào, mình vào cùng với Bê Quỳ Thành mà game đang hôm nay đang ưu ái mình các bạn ạ. À trời ơi các bạn ơi, ốc vào phát toàn đồ xịn luôn ấy chứ chả hiểu kiểu gì chơi game để chơi bất công nhé. Phải cho Bê Quỳ Thành siêu VIP và các bạn xem trên kênh Bê Quỳ Thành đồ xịn nhá. Nhớ các bạn quay, vào đây quay, phải quay, cho đồ ấy. Chuẩn bị em quay đây. Thú cưng, thú cưng, thú cưng. Quả mình sẽ được 15 phút nhân đôi sức mạnh. Đây, anh cũng sẽ quay xem nào. Tịch 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 tịch. Giả cái gì là gì cái giả. Trang bị. Giả cái táo lao đó. Táo lao gì thuốc. Không sức mạnh, không đâu, nó tự trang bị ở góc màn hình đây này. Rồi, quay tiếp. Giả cái gì.
úp ba la là ra cái gì? Ôi, ra thêm mấy triệu sức mạnh ấy đúng không? Ok. Ok, anh nghĩ là em đi đấu em chắc thắng được con đà điểu rồi đấy. Ờ, đúng rồi. Thử đi xem. Không, chưa đâu. Chưa hả? Sao em phẹt đấy? Bây giờ anh sẽ bỏ ra gọi là 2 triệu cúp để có thể mua được quả trứng này. Uầy. Ra cái gì? Ú, bà đó, ra còn gì, ra nó còn gì. Nó còn đơ đâu mà chưa ra cái gì các bạn ạ. Hành thế, nó bắt mình chờ đợi các bạn ạ. Ok, trong lúc Quy Hành chờ đợi, mình sẽ mua một con thú cưng. Đây, ra rồi. Thế là ra rồi à, ra rồi à? Ra rồi. Hiếm. Hiếm luôn. Hiếm nhân luôn. Nhân bao nhiêu? Con này có 35% chúng thôi. Không, ôi giời, không thế hiếm thì cũng lắm. Hiếm bình thường. Trang bị đi. Ok, với sự kiện Summer ở trong cái game này, mình sẽ mua một con thú cưng nhân 500 sức mạnh chỉ với 50 Robux các bạn. Mua luôn. Summer. Mua luôn. Đâu, sự kiện Summer ở đâu không? À đây. Ờ đấy, sự kiện Summer đấy. Mua luôn các bạn ơi. Sau khi mua mình còn được free bao nhiêu là quà nữa. Anh nhận được hẳn một quả trứng luôn. Không phổ biến. Không phổ biến nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái con 25%. Ờ, cũng x150 vài trang bị xem nào có xịn bao nhiêu. Trang bị luôn. Con này là x250 trang bị tốt nhất. Thôi. Em nghĩ là có thể em đã sẽ chiến thắng được cái con đà điểu rồi, bởi vì em đã đến tận 6 tỷ sức mạnh rồi. Bây giờ em đi chiến đấu ngay cho nó nóng. Em thắng rồi và anh nghĩ là anh cũng đã đủ khả năng để có thể thắng được cái con đà điểu đấy rồi. À, cho các bạn xem con thú cưng mình vừa mua 50 Robux nha. Đấy, nó đeo kính râm rất là mùa hè luôn. Bộ ba thú cưng của mình ở đỉnh của chóp. Ok. Con đà điểu ốc Mỹ ngốc đi đi. Đi ôi luôn, à, không đấy. Phải đủ ấy. Chị bắt đầu. Rồi, thắng rồi. Hết, kết thúc video đi. Ok, đến lượt anh. Anh cũng sẽ chiến thắng vua khỉ. Nào, đi vào. Vào luôn. Sợ gì. Ok luôn. Ok chưa? 3, 2, 1. Ôi trời ơi. Về đích. Wow. Vị trí số 1. Yeah. Rồi các bạn ơi, hôm nay là mình của ốc đã giành giải gọi chức vô địch của cuộc đua những con thú. Và mình đã trở thành con vượn, con tinh tinh khỏe nhất ở hành tinh luôn. Trời ơi, và bọn mình cũng đã tốn rất là nhiều Robux. Thế nên các bạn nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và hãy xem quảng cáo. Đừng bỏ qua một cái quảng cáo nào khi hiện trên video của bọn mình nhá. Đúng rồi, để tụi mình có kinh phí lần sau là có tụi mình mua được nhiều Robux. Mình sẽ mua được những cái đồ đắt nhất, xịn nhất trong Roblox để cho các bạn xem. Để đảm bảo các bạn thì trầm trồ luôn. Vì các bạn ủng hộ mình mà. Có những bạn thì không hiểu có bỏ qua quảng cáo là gì. Nhưng mà tức là nếu mà quảng cáo hiện lên các bạn cứ xem hết. Và đừng làm gì cả. Chỉ cứ xem rồi nó sẽ là không bỏ quảng cáo đấy các bạn. Rồi ok, chắc bây giờ tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Thực ra là còn nhiều map nữa, các bạn có thể vào đây trải nghiệm nhé. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye.